Một nam bệnh nhân 46 tuổi trú tại tỉnh Bắc Giang bị ngạt khí CO trong tình trạng hôn mê nguy kịch, vừa được các bác sĩ bệnh viện Bãi Cháy cứu sống thành công bằng phương pháp oxy cao áp. Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu bằng các phương pháp hồi sức tích cực và điều trị oxy cao áp để đào thải khí CO ra khỏi cơ thể nhanh chóng. Sau 24 giờ, bệnh nhân đã thoát nguy kịch, tỉnh táo, vận động tốt, tiếp tục điều trị oxy cao áp theo phác đồ để phục hồi hoàn toàn. Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Thị Mai, khoa thần kinh, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng cho biết, CO là khí không màu, không mùi vị nên rất khó phát hiện. Khi hít phải, CO nhanh chóng ngấm vào máu và làm mất oxy trong máu, đặc biệt gây nhiễm độc thần kinh rất nhanh. Bệnh nhân sẽ có triệu chứng đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn, đau ngực. Ngộ độc khí CO làm cho tế bào não bị tổn thương, dẫn đến thoát dịch, phù nề não. Bệnh nhân có thể bị mất ý thức, hôn mê sâu, sống thực vật cả đời, thậm chí tử vong nếu không cấp cứu, điều trị kịp thời. Thực tế, nhiều trường hợp bệnh nhân ngạt khí CO dù được cứu sống nhưng để lại các di chứng nghiêm trọng như suy giảm trí nhớ, giảm tập trung, liệt cơ mặt, vận động bất thường, đi đứng khó khăn, tay chân cứng và run, liệt nửa người. Oxy cao áp là phương pháp cấp cứu điều trị tối ưu cho các trường hợp ngộ độc khí CO. Bệnh nhân được trao đổi khí và hít oxy nguyên chất 100% trong buồng áp suất cao sẽ đào thải nhanh khí oxy ra khỏi cơ thể người bệnh, đặc biệt là não bộ, giúp bệnh nhân phục hồi sức khỏe nhanh chóng, giảm di chứng thần kinh như yếu liệt vận động, rối loạn trí nhớ, lú lẫn. Các bác sĩ khuyến cáo, khi phát hiện người bị ngạt khí CO với các dấu hiệu như buồn nôn, nhức đầu, yếu người, khó thở, tinh thần lơ mơ, cần nhanh chóng mở hết tất cả các cửa để không khí tràn vào nhà, đưa nạn nhân ra khỏi nơi có khí độc và chuyển đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu và điều trị kịp thời. Kỹ thuật oxy cao áp được áp dụng trong cấp cứu, điều trị các bệnh lý nặng, nguy kịch như nhồi máu não, tai biến lặn, các bệnh lý nội và ngoại khoa như ù tai, điếc đột ngột, bỏng nặng, bệnh nhân sau xạ trị, mất ngủ, phục hồi hiệu quả cho các ca loét ngoài da lâu liền sau phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, qua đó nâng cao hiệu quả cấp cứu, điều trị bệnh nhân, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh dịch vụ chất lượng cao. Có thể nói là các nghiên cứu hiện nay trên thế giới cho thấy là kể cả những trường hợp nhẹ nhất, thì trong số những người bị ngộ độc khí CO, kể cả những trường hợp nhẹ nhất, thì cũng có tới khoảng độ gần 50% sẽ gặp những biến chứng về tâm thần, thần kinh về sau này. Ít nhất là mất trí nhớ, một các mức độ nhất định, các rối loạn về tâm thần các mức độ nhất định. Thậm chí có thể là hôn mê, có thể là mất trí nhớ hoàn toàn, hoặc là lần thần chúng ta gọi tâm thần. Nói chung là biến chứng não rất là nặng. Và bệnh nhân này rơi vào nhóm nguy cơ rất là cao, khả năng gần như chắc chắn sẽ bị cái biến chứng đó. Bởi vì tổn thương các cơ quan đích rất là rõ. Hiện nay tổn thương não rất là rõ ràng, cả hai bên cũng khá nặng. Và tổn thương cả cơ, cả thận nữa. Cho nên gần như chắc chắn bệnh nhân sẽ có những biến chứng đấy. Mà nếu chúng ta mà không được điều trị tích cực hết cỡ của bệnh nhân. Và cái khí CO là khí carbon monoxide là một khí rất là độc. Và cái việc ngộ độc nó sẽ mức độ tổn thương ban đầu và về sau ấy, nó sẽ phụ thuộc vào rất nhiều vấn đề. Và vấn đề về nồng độ khí CO trong thời gian trong không khí tiếp xúc, rồi thời gian tiếp xúc, rồi đặc điểm của từng cơ thể, tuổi tác, bệnh lý nền, vân vân. Và đặc biệt là những dấu hiệu cho thấy là nếu mà bệnh nhân ban đầu có dấu hiệu mất ý thức, rối loạn ý thức ban đầu hoặc bất tỉnh, hoặc là bất kỳ một dấu hiệu nào đó gợi ý là có tổn thương một cơ quan nào đó trong cơ thể, mà hiện nay là phổ biến nhất là tổn thương não, rồi tổn thương tim, và có thể hoặc là các tổn thương các cơ khác nhau. Bất cứ khi có một dấu hiệu nào đó về sự tổn thương một chỗ nào đó trong cơ thể, thì tư lượng sau này bệnh nhân rất cao sẽ có biến chứng về tâm thần, thần kinh, kể cả về tim mạch cũng có thể bị biến chứng về sau này được. Và cho nên lưu ý là nghi ngộ độc khí CO không những chỉ xảy ra do chúng ta đốt bất kỳ nhiên liệu để sưởi ấm, mà còn xảy ra trong rất nhiều trường hợp khác nữa. Mà đặc biệt hiện nay là trong những trường mà cháy là ngộ độc khí CO rất nhiều, rồi rất nhiều trường hợp khác mà liên quan khí CO khác, ví dụ như là chạy máy phát điện không an toàn, ô tô không an toàn, rồi rất nhiều trường hợp mà dùng các nhiên liệu được đốt cháy mà trong phòng kín mà thiếu không khí thì rất dễ bị ngộ độc khí CO.